bien de présenter ça, Timo. Et donc maintenant, votre hôpital, votre spécialité, tout ça. Et donc maintenant, on va commencer, s'il vous plaît. Là. Sutamadawa. Bon. Bonjour, donc je m'appelle Jean Rézy, je suis cardiologue à l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Moi, je suis très honoré d'être parmi vous et je remercie Monsieur Haï de me permettre de parler avec vous. Và ông xin tự giới thiệu, ông là bác sĩ tim mạch ở bệnh viện Saint Joseph và ông rất là vinh dự được làm việc với các bạn ngày hôm nay. Cardiologue dans un service de chirurgie vasculaire, c'est, pour nous, c'est nous occuper du préopératoire et du postopératoire. Le préopératoire, notre problème quotidien, c'est de savoir qui on peut opérer et quel bilan surtout faire avant l'opération. Vai trò của bác sĩ tim tim mạch ở trong một cái khoa phẫu thuật và khoa mạch máu thì hết sức là quan trọng. Và câu hỏi mà thường xuyên các ông ấy phải trả lời đấy là bệnh nhân mạch máu nào có thể phẫu thuật được và làm thế nào được giảm các biến cố liên quan đến phẫu thuật. Những cái bi lăng nào, những cái xét nghiệm nào họ sẽ phải làm bắt buộc trước khi làm can thiệp hay phẫu thuật. Pour évaluer le risque, nous allons voir ces 6 items et savoir comment manager les patients en allant du plus simple au plus compliqué. Đây là những cái bi lăng mà chúng ta cần thiết phải đánh giá trước khi mà chúng ta làm can thiệp, những cái xét nghiệm thăm dò cơ bản, không quá phức tạp. D'abord, on va voir le taux de chirurgie. Alors, c'est évident que nous, moi, je suis un peu centré sur la chirurgie vasculaire puisque c'est mon métier. Si on essaie de typer le risque cardiovasculaire selon le type de chirurgie, on peut classer les chirurgies en chirurgie à haut risque, risque intermédiaire et bas risque. Et on voit que la chirurgie vasculaire, donc haut risque étant défini ici par un risque cardiaque supérieur à 5%, c'est-à-dire un taux d'infarctus du myocarde et de décès d'origine cardiaque à 30 jours, supérieur à 5%. On voit que dans les chirurgies à haut risque, la chirurgie vasculaire est une des premières chirurgies à haut risque, avec ici les chirurgies de l'aorte, la chirurgie ouverte des membres inférieurs, les amputations et les gestes de thrombombolectomie. Il y a d'autres chirurgies, bien sûr, qui sont à haut risque, mais moi, je me centre, bien sûr, sur la chirurgie vasculaire. Thế đây trước hết là người ta phải phân loại các cái nguy cơ của phẫu thuật. Thì những cái phẫu thuật mà có nguy cơ cao, tức là những cái phẫu thuật mà cái tử vong do tim mạch và cái biến cố nhồi máu cơ tim trong vòng 30 ngày là nó vượt quá 5% thì được gọi là những cái phẫu thuật có nguy cơ cao. Và vì ông ấy làm ở trong cái chuyên khoa mạch máu nên là ông ấy tập trung vào những cái phẫu thuật mạch máu. Ví dụ như là phẫu thuật động mạch chủ, các cái phẫu thuật của lấy huyết khối, những cái phẫu thuật cắt cụt chi liên quan đến mạch máu, còn những cái phẫu thuật khác cũng được xếp vào nhóm nguy cơ cao như phẫu thuật đường tiêu hóa, phẫu thuật lồng ngực hoặc là đường tiết niệu thì ông ấy sẽ không trình bày ở đây, mặc dù nó cũng là nhóm mà có yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta có thể áp dụng phiên ngang sang. Chirurgie à risque intermédiaire 1 à 5%, on voit qu'en vasculaire, on a les carotides symptomatiques, on a les endoprothèses aortiques pour anévrisme et on a l'angioplastie périphérique. Donc risque moindre mais qui quand même n'est pas négligeable, hein, bien sûr. Cái nhóm phẫu thuật thứ hai về mạch máu là những cái nhóm phẫu thuật mà cái nguy cơ tử vong ở mức độ trung bình, tức là dao động khoảng 1 đến 5% trong vòng 30 ngày. Thì những cái nhóm bệnh nhân nào? Đấy là những cái nhóm bệnh nhân mà đặt stent động mạch ngoại biên hay là đặt stent graft động mạch chủ thì được xếp vào cái nhóm này, hoặc là những cái phẫu thuật về mạch cảnh mà không có triệu chứng. Enfin, risque bas risque défini par un risque inférieur à 1% donc à 30 jours, on a la carotide asymptomatique. Donc, còn cái nhóm mà phẫu thuật nguy cơ thấp là dưới 1% tử vong và biến cố nhồi máu cơ tim trong vòng 30 ngày thì là một số cái phẫu thuật liên quan đến mạch cảnh không triệu chứng. Donc on retient quand même que la chirurgie vasculaire est classée dans la chirurgie à haut risque cardiaque. Nhìn chung là chúng ta phải chú ý rằng hầu hết các cái phẫu thuật và can thiệp của mạch máu là nó nằm trong cái nhóm nguy cơ cao. Donc pour essayer de clarifier notre risque opératoire, on a typé le type de chirurgie. Maintenant, on va étudier la capacité fonctionnelle. Et ça, c'est une étape très importante. On va définir ce palier de 4 mètres.
Donc c'est ce qui le patient qui peut faire 4 mètres peut grimper 2 étages, marcher en côte ou avoir ou courir sur une courte distance. Eh bien, les études ont montré que si le patient est asymptomatique et stable et s'il a une activité supérieure à 4 mètres, le pronostic opératoire est excellent, même s'il y a une cardiopathie qui est stable. Inversement, s'il y a une capacité fonctionnelle inférieure à 4 mètres, on voit que le risque cardiaque est augmenté. Chúng ta thấy rằng là để đánh giá cái chức năng, cái khả năng gọi là vận động và cái chức năng sống của bệnh nhân ấy, thì người ta có cái đánh giá dựa vào cái thảm chạy nhé, và có cái ngưỡng ở đây là cái 4 mét ở đây không phải là mét mà đây là cái ngưỡng gắng sức. Thế nào là 4 mét? Thì 4 mét đây là cái khả năng mà người ta có thể leo được trên 2 tầng, leo lên dốc, chạy được một khoảng ngắn mà người ta không thấy mệt. Và những bệnh nhân nào mà có thể vượt qua được cái 4 mét thì bệnh nhân sẽ tiên lượng tốt hơn khi phẫu thuật hay là can thiệp. Còn những bệnh nhân nào mà cái khả năng gắng sức của người ta hạn chế hơn thì cái nguy cơ tim mạch sau mổ nó sẽ tăng lên. Và cái này là người ta được rút ra từ những cái khuyến cáo quốc tế và cũng đã được đưa vào khuyến cáo của Hội Tim Mạch Châu Âu và Hoa Kỳ cách đây 3 năm. Troisième item, on va définir un index de risque. Vous verrez que les recommandations recommandent d'utiliser un index de risque pour essayer de typer le risque du patient. Or, tiếp sau là chúng ta đánh giá về cái chỉ số, các cái chỉ số nguy cơ của bệnh nhân. Donc l'index, nous allons utiliser l'index de Ligue révisé. Vous voyez que cet index fait appel à 6 items. On a antécédent de cardiopathie ischémique, que ce soit une coronaropathie stentée ou antécédent d'infarctus, une insuffisance cardiaque antécédent ou même insuffisance cardiaque stable. On a l'AVC, même un AIT sera considéré comme antécédent à risque. Diabète, insuffisance rénale qui est définie par une créate supérieure à 170 ou une clairance inférieure à 60 millimoles. Et enfin, chirurgie à haut risque. On voit bien que le risque cardiaque augmente avec le nombre de facteurs de risque. Alors là, ce sont des facteurs de risque d'opération. Ne pas confondre avec les facteurs de risque d'athérosclérose. C'est complètement différent. Là, on parle de facteurs de risque d'intervention. On voit que pour zéro facteur, on est à 0,5% pour un risque. Vous voyez que 3 facteurs ou plus, le risque devient rédhibitoire. Alors là, il faut être clair. On parlera de risque élevé si supérieur à 3 en comptant la chirurgie au risque. Si on est déjà dans une chirurgie au risque, on ajoutera 2 facteurs. Il faut que le nombre soit supérieur à 3. Là, il s'agit bien de facteurs de risque d'intervention. Các bạn lưu ý là đánh giá cái chỉ số nguy cơ thì ông ấy nhấn mạnh là không phải là cái chỉ số nguy cơ, không phải là những cái yếu tố nguy cơ gây sơ vữa, ví dụ như là thuốc lá, thuốc lào, rượu, tăng huyết áp, tiểu đường vân vân. Đây là chỉ số nguy cơ về liên quan đến phẫu thuật, những cái nguy cơ về tử vong tim mạch và nhồi máu cơ tim quanh phẫu thuật. Chúng ta hiểu không ạ? Và người ta sử dụng cái chỉ số Li sửa đổi và chỉ số này gồm 4 cái yếu tố. Thứ nhất là bệnh nhân có bệnh thiếu máu bộ hay không, đã đặt stent hoặc đang điều trị. Bệnh nhân có suy tim hay không, ổn định hoặc là có tiền sử suy tim. Bệnh nhân có biến cố tai biến mạch máu não hay chưa. Bệnh nhân có tiểu đường hay không. Bệnh nhân có suy thận thể hiện ở chỗ là mức lọc cầu thận dưới 60 lít hay là creatinine trên 170 micromol trên lít. Và cuối cùng là loại phẫu thuật ở mức độ nào. Thế thì với cái chỉ số Li sửa đổi này, tất cả những bệnh nhân mà cái yếu tố tổng điểm mà từ 3 trở lên thì được xếp vào nguy cơ cao. Còn những bệnh nhân mà điểm mà dưới hạ điểm là loanh quanh khoảng 2 nhưng có kèm theo là phẫu thuật có nguy cơ cao thì cũng xếp được là nhóm nguy cơ cao. Chúng ta hiểu ý không ạ? Nha. Yeah. Ok. L'American College of Surgeons avait défini un autre indice qui est le NSQIP qui fait intervenir ces items. Voilà. Notamment le niveau ASA, c'est une classification utilisée par les anesthésistes. Je ne sais pas si vous avez les mêmes classifications. Ce sont des classifications utilisées par les anesthésistes. Quoi qu'il en soit, certains auteurs ont comparé ces deux index. Et on voit qu'en chirurgie vasculaire, on a intérêt à utiliser le lit. Et que pour les autres chirurgies, effectivement, c'est cet index qui doit être utilisé. Mỹ, thì người ta dùng một cái thang điểm khác, gọi là NSQIP. Thì cái thang điểm này, thì đối với... họ làm một cái so sánh thì người ta thấy là ở cái đối tượng là bệnh nhân phẫu thuật mạch máu thì cái thang điểm Li sửa đổi thì đối với họ quan trọng hơn.
Và các cái nhóm phẫu thuật khác ấy, khi mà bệnh nhân phẫu thuật ở nhóm phẫu thuật khác thì người ta có thể sử dụng cái thang điểm của Mỹ, của Hoa Kỳ người ta sử dụng. Quatrième item, les biomarqueurs. En vérité, ça n'a pas trop d'intérêt pour classer le risque. Avec les recommandations nous disent de ne pas le faire en routine et que ça peut être considéré, donc les auteurs sont très prudents, ça peut être considéré, c'est pas très conseillé. Alors là, je rappelle ceci, bien sûr, ne jamais faire de diagnostic d'infarctus sur une seule élévation de troponine, bien sûr. Thế thì, một cái chỉ số tiếp theo, chúng ta thấy là xếp loại, thứ nhất là loại phẫu thuật, đúng không ạ? Đúng không ạ? Sau đấy là gì ạ? Chức năng, cái khả năng gắng sức của họ. Thứ ba là gì ạ? Cái điểm nguy cơ, và cái điểm nguy cơ này được khuyến cáo ở cấp độ 1, class 1, tức là bắt buộc phải thực hiện. Và thứ tư là các cái dấu ấn sinh học. Ở đây có hai cái dấu ấn sinh học là troponin T và chromium P. Tuy nhiên, những cái dấu ấn sinh học này không được làm, không có chỉ định được thực hiện một cách hệ thống, bởi vì chỉ định của nó là mức độ gì ạ? 3, tức là chống chỉ định, làm một cách sàng lọc, một cách hệ thống đối với những bệnh nhân này, và cái giá trị của nó chỉ có ý nghĩa là gì ạ? Tham chiếu ở một số những cái phẫu thuật mà nguy cơ cao. Đó, ok. Examen non invasif. Donc, bien sûr, le premier examen qu'on ait, c'est l'électrocardiogramme. Vous voyez que c'est important dans la maladie coronaire. Mais quand même, l'électrocardiogramme est un examen qui est peu sensible et qui peut avoir des signes non spécifiques. Vous voyez que l'électro n'est pas recommandé en l'absence de facteurs de risque. Il est recommandé pour les gens qui ont des facteurs de risque. Et moi, j'ajouterais qu'avant chirurgie, c'est toujours bon d'avoir un électrocardiogramme de référence. Parce qu'après, s'il y a des modifications électriques, on saura sur quel pied danser. Thứ năm mà chúng ta phải làm, đấy là những cái thăm dò không xâm nhập. Thì kể cả những cái thăm dò không xâm nhập, dù là đơn giản nhất, chúng ta cũng phải chú ý điện tâm đồ. Điện tâm đồ có cần phải làm một cách hệ thống hay không? Nó sẽ là chỉ định tuyệt đối. Nếu như bệnh nhân có nguy cơ quanh phẫu thuật cao và có những thuộc nhóm là phẫu thuật có nguy cơ cao hoặc trung bình thì bệnh nhân bắt buộc phải làm. Thế còn với những bệnh nhân mà cái nguy cơ quanh phẫu thuật thấp cộng với lại cái loại phẫu thuật là nguy cơ thấp thì không được chỉ định. Tuy nhiên lời khuyên của ông là làm hay không làm thì chúng ta đều phải xét cái điện tâm đồ trước đó của bệnh nhân để có ý nghĩa tham chiếu. L'échographie cardiaque de repos. Alors c'est sûr que l'échographie cardiaque de repos peut déjà donner des critères de risque, notamment s'il y a une dysfonction ventriculaire gauche qui est très altérée, inférieure à 35% notamment, on sait que c'est un gros marqueur de risque cardiaque. L'échographie cardiaque peut aussi montrer l'existence d'une valvulopathie, notamment de rétrécissement aortique, dont on sait que ça augmente le risque opératoire. L'échographie cardiaque peut aussi montrer une anomalie segmentaire de contraction. Et ce qui est intéressant, c'est que s'il existe une anomalie segmentaire de contraction au repos, le risque cardiaque est augmenté même si l'examen de stress est négatif. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un examen de repos. Et s'il y a une cardiopathie ischémique silencieuse, c'est les limites de l'examen. Cái thăm dò tiếp theo đấy là siêu âm tim lúc nghỉ, không phải siêu âm tim gắng sức. Thì siêu âm tim lúc nghỉ cho chúng ta rất nhiều thông tin, chúng ta biết rồi đúng không ạ? Có thể cho thông tin về vận động vùng. Và nếu như mà có rối loạn vận động vùng thì bệnh nhân sẽ ở cái nguy cơ cao, đúng không ạ? Bởi nó phản ánh là bệnh nhân có thiếu máu, bệnh cơ tim thiếu máu cục bộ, đúng không ạ? Cái thứ hai nữa là đánh giá về tình trạng tim và van tim, chức năng toàn bộ của quả tim cũng như là tình trạng các van tim ra làm sao. Và trong một số tình huống thì chúng ta có thể do không tương hợp với lâm sàng thì chúng ta có thể chỉ định những cái thăm dò khác như là xạ hình hay là cộng hưởng từ. Vai trò của siêu âm thì nó sẽ bị hạn chế, siêu âm lúc nghỉ nó sẽ hạn chế với những trường hợp mà bệnh nhân mà bệnh tim cơ tim thiếu máu cục bộ nhưng mà im lặng, tức là không có triệu chứng. Cái chỉ định của siêu âm tim thì nó là cái chỉ định 2B nha. L'épreuve d'effort qui a longtemps été pratiquée, mais on en parlait hier avec monsieur Haye, c'est sûr que ça se fait moins parce que c'est d'abord un examen qui manque de sensibilité, de spécificité, et aussi que faire en chirurgie vasculaire où les gens souvent
sont gênés par leurs jambes, leurs membres inférieurs, sont des gens qui ont une faible capacité d'effort. Et puis, il faut rappeler quand même que l'épreuve d'effort simple est ininterprétable en cas de bloc de branche gauche. Ce sont des grosses limites de l'épreuve d'effort pour nous en chirurgie vasculaire. Một cái nghiệm pháp tiếp theo mà cũng khá là phổ biến, tuy nhiên nó có những cái hạn chế nhất định, đấy là nghiệm pháp gắng sức. Thì nghiệm pháp gắng sức, cái vai trò của nó là giúp cho chúng ta đánh giá được những cái phát hiện những cái bất thường liên quan đến thiếu máu cục bộ cơ tim, và cái độ nhạy, độ học hiệu của nó đều loanh quanh khoảng 70%, đúng không ạ? Cái này thì nó thuần túy lý thuyết rồi. Cái giá trị dự báo âm tính của nó rất là cao, có nghĩa là gì? Nghiệm pháp gắng sức bình thường giúp chúng ta loại trừ các bệnh tim thiếu máu cục bộ, đúng không ạ? Tuy nhiên hạn chế của nó ở đây là gì? Với những bệnh nhân mạch máu, bệnh nhân cắt cụt chân, bệnh nhân đang đau chân, hoặc là những bệnh nhân mà có bệnh phổi nặng thì họ sẽ không làm được nghiệm pháp gắng sức đó. Do vậy cái giá trị của nó thì hôm qua chúng tôi cũng thảo luận rồi, cái giá trị của nó tương đối là hạn chế. Et là on arrive à l'examen donc principal, c'est l'échographie sous dobutamine. Vous voyez que des études avaient montré que les complications pour certaines études, les complications périopératoires et les complications cardiaques étaient toutes dans le groupe à écho de stress positive. D'autres études ont montré que si le stress préopératoire était négatif, on avait 0,4% et stress positif 23%. Une écho de stress négative en préopératoire ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de complications cardiaques, mais on minimise le risque de complications cardiaques. Vous voyez, c'est un examen bonne sensibilité, mais surtout une excellente valeur prédictive négative. C'est-à-dire qu'un examen, un écho d'obus négatif en préopératoire élimine fortement le risque de complications cardiaques. Đấy. Tiếp theo là cái nghiệm pháp gắng sức điện tâm đồ, tức là echo dobutamine, dược lý ở siêu âm, tức là siêu âm gắng sức bằng dobutamine. Thì đây là một cái phương pháp hết sức là có giá trị, bởi vì nếu như mà cái siêu âm gắng sức mà âm tính ấy, thì cái nguy cơ mà biến cố tim mạch rất là thấp, 0,4%. Nhưng nếu nó dương tính thì cái biến cố đấy nó có thể lên đến 23%, đúng không ạ? Độ nhạy và độ đặc hiệu của phương pháp này rất tốt, cái giá trị dự báo âm tính của nó tốt. Thế thì nếu như cái ECODOBU này âm tính thì nó nói lên cho chúng ta điều gì? Nó sẽ giúp cho bác sĩ yên tâm là cái biến cố tim mạch liên quan đến phẫu thuật nó sẽ rất thấp. Đấy, nếu ECODOBU mà âm tính. La scintigraphie qui a aussi étudié qui a comme l'ECODOBU une bonne valeur prédictive négative. Le problème de la scintigraphie, c'est la disponibilité. Je sais que dans notre centre, nous n'avons pas de scintigraphie, que c'est assez difficile d'avoir cet examen. Donc, de facto, ça limite la possibilité d'examen. Cái vai trò của xạ hình cơ tim thì nó cũng giống như là siêu âm ECODOBU vậy nhé. Giống như là siêu âm gắng sức với dobutamine. Tuy nhiên, cái việc mà setup, tức là làm cái xét nghiệm này nó rất là mất thời gian, và ngay cả bản thân ở nước Pháp họ cũng không có chỉ định thường quy cái phương pháp này. On voit que les, donc ces deux examens, comme je vous l'ai dit, ont une bonne valeur prédictive négative et c'est ça qui est intéressant. En fait, cet examen risque de déboucher, si l'écho d'obus est positif, sur une coronarographie. Quand est-ce qu'on va demander une coronarographie en cas d'écho de stress positive? On a des critères. Soit l'examen met en évidence une ischémie étendue et théoriquement c'est 5 segments ou plus. On sait que dans ces cas-là, il y aura un risque d'événement cardiaque. Soit l'événement est précocement positif et on peut parler d'une positivité à une fréquence inférieure à 70% de la fréquence maximale théorique. Soit le territoire dans lequel est positif est un territoire menaçant pour l'individu et fait suspecter une lésion de l'IVA proximale ou a fortiori du tronc coronaire gauche. Một cái thăm dò tiếp theo là thăm dò về siêu âm dobu và xạ hình. Thì đây là một cái thăm dò mà cũng khá là quan trọng, bởi vì nó giúp cho chúng ta có thể phải chỉ định cái chụp động mạch vành và nó có tiêu chuẩn rõ ràng. Nếu chúng ta sẽ phải chụp động mạch vành cho bệnh nhân nếu như chúng ta thấy tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim mà lớn hơn hoặc bằng 5 vùng vận động của cơ tim. Thứ hai là gì? Nếu như trong trường hợp mà bệnh nhân xuất hiện cái thiếu máu cục bộ sớm khi mà nhịp tim đạt dưới 70% cái tần số tim lý thuyết thì cái nguy cơ của quanh phẫu thuật nó rất là cao, nó loanh quanh khoảng 36%. Hoặc là những cái vùng mà thiếu máu cục bộ nó gợi ý cái vị trí tổn thương là thân trung hay là động mạch liên thất trước.
Autres examens à notre disposition, l'IRM qui peut se faire sous dobutamine, c'est un excellent examen, mais là aussi problème de disponibilité, peu d'appareils. Et le coroscanner, les limites du coroscanner sont les calcifications qui sont difficiles à interpréter. La bonne indication du scanner, c'est le patient qui a une faible probabilité de coronaropathie et le scanner nous dira coronaire normal, donc là on est rassuré. L'inverse étant plus difficile, les classifications sont très gênantes. Quoi qu'il en soit, pour ces deux examens, c'est sûr qu'il y a peu d'études pour le préopératoire. Hai cái thăm dò không xâm nhập tiếp theo đấy là cộng hưởng từ và chụp cắt lớp vi tính đa dãy. Thì rất tiếc là cả hai cái thăm dò này thì đều có rất ít các nghiên cứu về cái nhóm bệnh nhân là trước phẫu thuật. Đấy. Mặc dù là cái giá trị của nó lại khá cao, tuy nhiên là ở cái nhóm mà ở cái chỉ định mà chụp MSCT mạch vành, chụp bệnh nhân mạch máu, cái mức độ vôi hóa nó cao và mức độ vôi hóa cao thì nó cản trở chúng ta phân tích cái kết quả của MSCT, đúng không ạ? Quelles sont les recommandations? Alors on va faire le plus simple et le plus compliqué. Vous voyez, chirurgie à bas risque, ben le stress n'est pas recommandé. Chirurgie à haut risque, ça on peut en reparler après. Dans les recommandations, il faut deux facteurs de risque au moins, une faible capacité fonctionnelle et le stress à ce moment-là est recommandé. Ça, c'est les recommandations. On verra si après on peut en discuter. Đây là các cái chỉ định, các cái khuyến cáo về chỉ định làm các cái thăm dò không xâm lấn liên quan đến gắng sức. Thì nếu như bệnh nhân mà cái phẫu thuật, cái nguy cơ phẫu thuật thấp, thì chúng ta không cần chỉ định, thậm chí là chống chỉ định. Thế còn với những bệnh nhân mà nguy cơ cao, có cái yếu tố nguy cơ quanh phẫu thuật, ít nhất là cũng ở cái mức độ là trung bình cao hoặc là bệnh nhân có cái khả năng mà gắng sức kém thì cái mức độ làm cái thăm dò liên quan stress là chỉ định loại 1. Autre moyen de typer le patient en intervention, on peut se demander s'il faut pas faire une coronarographie. Que disent les recommandations? Eh bien, chez le coronarien connu, les indications de coronarographie sont les mêmes avant chirurgie qu'en période non chirurgicale. Et alors, a fortiori, donc bien sûr, coronarien stable, non recommandé avant chirurgie à bas risque. Thực ra là về cái chỉ định chụp động mạch vành thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng đúng không ạ? Những bệnh nhân mà có bệnh động mạch mạch vành đã biết rồi thì cái chỉ định đó thì cũng có mổ hay không mổ thì chỉ định cũng giống nhau. Thế còn những bệnh nhân mà không có bệnh mạch vành mà hoặc là bệnh mạch vành ổn định, nguy cơ phẫu thuật thấp thì bệnh nhân đương nhiên là sẽ không bao giờ có chỉ định chụp động mạch vành bởi vì nó thăm dò xâm lấn. Quelle est la conduite proposée en tenant compte de ces différents items? Vậy thì là cái hướng dẫn mà Hội Tim mạch châu Âu khuyến cáo là gì? Eh bien d'abord, première question qu'on va se poser, est-ce que la chirurgie est urgente? Si c'est une chirurgie urgente, on va à la chirurgie sans discussion. Et là, le conseil du cardiologue, ça sera de dire, eh bien, d'aider à manager le patient et de conseiller, par exemple, un passage en soins intensifs cardiologiques en post-opératoire. Câu 1 là phẫu thuật được thực hiện là phẫu thuật cấp cứu hay không? Nếu mà có là phẫu thuật cấp cứu thì chúng ta bắt buộc phải thực hiện, nhưng phải tham vấn với chuyên gia tim mạch. Deuxième question, donc on a éliminé une chirurgie urgente. Est-ce que l'état cardiaque est stable? Si c'est un état cardiaque instable, une insuffisance cardiaque, une coronaropathie, une valvulopathie, il est sûr que la première chose à faire avant l'intervention qui n'est pas urgente, c'est de stabiliser le patient. Câu hỏi thứ hai là gì? Nếu không phải phẫu thuật cấp cứu thì tình trạng tim mạch có đang bất ổn hay không? Ví dụ bệnh nhân đang có tình trạng đau ngực do thiếu máu cục bộ cơ tim, suy tim tiến triển hoặc là các cái bệnh lý van tim gây ra những cái triệu chứng tim mạch nặng nề thì buộc nếu có thì chúng ta phải điều trị tình trạng tim mạch ngay, đúng không ạ? Còn nếu không thì chúng ta chuyển sang giai đoạn 3. Donc là on est chez un patient qui n'est pas urgent au point de vue chirurgie, qui est stable au point de vue cardiaque. Troisième question, quel est le risque de la chirurgie? C'est une chirurgie à bas risque, on nous conseille de faire opérer sans plus d'examen. Étant entendu que le bilan préopératoire est l'examen est le moment d'optimiser le traitement, que ce soit la gestion de bêta-bloquants, des IEC et des statines. Câu hỏi tiếp theo là gì? Không cấp cứu, không phải phẫu thuật cấp cứu, tình trạng tim mạch ổn định thì chúng ta đánh giá về nguy cơ quanh phẫu thuật. Thế nguy cơ quanh phẫu thuật, nguy cơ phẫu thuật ở cái nhóm mà nguy cơ thấp, tức là phẫu thuật có nguy cơ thấp thì sao? Thì chúng ta đánh giá các cái yếu tố nguy cơ và chúng ta
tối ưu hóa cái điều trị nội khoa. Thế nào là tối ưu hóa điều trị nội khoa thì thực ra tí nữa ông sẽ có cái bài để giúp chúng ta nói rõ hơn. Ví dụ như là trong trường hợp bệnh nhân mà bệnh mạch vành đã biết thì người ta khởi động. Nếu như mà chưa điều trị bằng chạy beta, người ta khởi động chạy beta đau cảm. Nếu như bệnh nhân suy tim, nhất là suy tim EF thấp thì người ta phải dùng ức chế men chuyển, ức chế sụn hệ angiotensin. Bệnh nhân phẫu thuật mạch máu thì statin là chỉ định bắt buộc, vân vân. Ok. Étape suivante, donc on est hors urgence, une catacardiaque stable, on est à chirurgie intermédiaire ou élevée à risque, élevé, intermédiaire ou élevée. Quelle est la question à se poser? Quelle est la capacité du patient? Si c'est un patient qui a une capacité supérieure à 4 mètres, comme on l'a vu tout à l'heure, on voit que le pronostic est excellent, donc il est conseillé de faire opérer le patient. Tiếp theo là gì? Nếu những phẫu thuật mà nguy cơ trung bình hoặc cao, thì chúng ta buộc phải đi đến câu hỏi tiếp theo là khả năng gắng sức của bệnh nhân thế nào? Nếu mà đạt 4 mét trở lên, ok, chúng ta phẫu thuật, không vấn đề gì cả. Còn nếu không, tiếp tục sang câu hỏi tiếp theo. Étape suivante, on est donc avec un patient qui a une faible capacité fonctionnelle. On en revient au risque de la chirurgie. Et on voit que pour une chirurgie intermédiaire, on peut soit aller à la chirurgie, soit s'il y a au moins un facteur de risque, on peut faire un écho de stress. Câu hỏi tiếp theo, đối với nhóm mà không có khả năng gắng sức hoặc là khả năng gắng sức kém, đó là cái nguy cơ phẫu thuật. Nếu nguy cơ trung bình thì chúng ta phẫu thuật. Nhưng nếu mà có ít nhất là một yếu tố nguy cơ, thì chúng ta phải xem xét cái khả năng là chúng ta phải làm các cái test liên quan đến gắng sức. Còn nếu nguy cơ cao thì chúng ta phải chuyển sang câu hỏi tiếp theo. En cas de risque élevé, oui, s'il y a moins de deux facteurs de risque, les auteurs disent qu'on peut opérer. Cái yếu tố nguy cơ, cái thang điểm yếu tố nguy cơ, thang điểm Lee đấy, 6 yếu tố. Nếu như mà nhỏ hơn bằng 2 thì chúng ta phẫu thuật và chúng ta có thể cân nhắc làm các cái thăm dò cận lâm sàng bổ sung nếu chúng ta thấy cần thiết. Còn nếu mà cái thang điểm Lee này từ 3 trở lên thì chúng ta chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Et donc en cas de risque élevé, s'il y a 3 facteurs de risque, on fait un écho de stress. Si l'écho de stress montre une ischémie, soit l'absence d'ischémie, soit une ischémie peu étendue ou qui ne répond pas aux critères de sévérité qu'on a précédemment définis, on peut opérer. Et si donc il y a des critères de sévérité, là il est conseillé de faire une coronarographie. Câu hỏi tiếp theo nữa là nếu như bệnh nhân mà nguy cơ cao đấy, đúng không ạ? Cái điểm Lee cao từ 3 điểm trở lên thì kết quả nghiệm pháp gắng sức mà chúng ta chỉ định cho chúng ta thấy cái gì? Nếu tình trạng mà thiếu máu cơ tim không đáng kể thì chúng ta phẫu thuật. Còn nếu như mà cái xin lỗi cái đoạn cái bên tiếng Việt ở bên kia các bạn dịch hơi bị nhầm một tí, tức là có tình trạng mà thiếu máu cơ tim lan rộng nhá. Như lúc nãy ta mô tả ở trên, ví dụ như là từ 5 điểm, 5 vùng trở lên ấy, hoặc ở những vùng nguy hiểm trên echo stress thì chúng ta sẽ phải chỉ định can thiệp chụp động mạch vành chẳng hạn. Ok. Chúng ta sang bước câu hỏi tiếp theo. Et en cas de revascularisation, donc vous voyez que selon le geste effectué par le coronographiste, le délai dans lequel l'intervention sera possible est différent du fait du geste ou de la double anti-agrégation plaquettaire. Câu hỏi tiếp theo đó là gì ạ? Khi đã có chỉ định tái tưới máu, thì khi nào thì chúng ta tái tưới máu xong, khi nào chúng ta có thể can thiệp phẫu thuật được và loại thuốc nào chúng ta có thể dùng được? Nếu chúng ta chỉ làm nong bóng đơn thuần thì chúng ta có thể trì hoãn phẫu thuật đến 2 tuần và có thể phẫu thuật dưới cái tác dụng, tức là chúng ta vẫn đang dùng aspirin. Nếu như mà chúng ta cho bệnh nhân làm stent thường không bọc thuốc thì cái thời hạn có thể trì hoãn phẫu thuật lên đến 1 tháng và vẫn có thể mổ với aspirin. Nếu như stent gì ạ, phủ thuốc, mà bây giờ là cái xu hướng chính là stent phủ thuốc, thì chúng ta thường là chúng ta có thể phải trì hoãn cái phẫu thuật đến 6 tháng và cũng có thể, và cái phẫu thuật đấy được thực hiện cũng khi mà bệnh nhân vẫn đang dùng các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Okay. Voilà, donc ça c'est pour résumer donc ce qu'on vient de dire avec les différentes étapes, les différents items éliminés, donc chirurgie urgente, l'état cardiaque instable. Ça, je revois ce qu'on a fait défiler tout à l'heure. En suivant les recommandations. Đây là cái bản mà chúng ta thấy là ông ấy tóm tắt lại các cái bước thôi và các cái chỉ định. Voilà. Et donc là j'ai mis le petit bémol
à mon avis, à apporter. On est très méfiant vis-à-vis des, pas très inquiet vis-à-vis des patients qui ont une faible capacité fonctionnelle. Un diabétique, un insuffisant rénal qui bouge pas, ça va être très difficile à typer, à évaluer le risque. Et ces recommandations, je pense qu'il y a des fois où c'est pas, à mon avis, c'est pas assez prudent. Voilà. Donc peut-être qu'on aura tendance, pour nous, pour notre part, à partir de cette étape, toute l'étape fonctionnelle 4 mètres, jusque là c'est très bien. Après, peut-être étendre un peu les indications de l'écho de stress en répétant qu'un diabétique hypertendu, tabagique, insuffisant rénal, enfin, qui a ces facteurs d'opération dont on a parlé et dont on ne peut pas typer l'activité, on est assez méfiant et on est très prudent. Có những cái nhóm, kể cả chúng ta đã sử dụng các cái bước, từng bước một để đánh giá cái nguy cơ quanh phẫu thuật, thì cũng có những cái nhóm bệnh nhân mà đối với họ, họ vẫn phải cân nhắc cho từng ca một, đặc biệt là những bệnh nhân gì ạ? Tiểu đường, bệnh nhân mà suy thận, bệnh nhân mà cái khả năng vận động và gắng sức hạn chế. Đấy là những cái nhóm mà cũng nghiên cứu thì cũng ít và các cái kết quả thì nó cũng không đồng nhất. Do vậy là chúng ông ấy phải chú ý đến những cái nhóm này. Ok. Conclusion, que dire? Eh bien, le bilan préopératoire, c'est le moment d'avoir cette conduite pour diminuer le risque cardiovasculaire périopératoire, mais ça peut être aussi le moment de prendre en charge le patient pour le long terme et diminuer le risque cardiovasculaire à long terme. Việc đánh giá nguy cơ quanh phẫu thuật nhận hết sức là quan trọng, bởi vì nó không chỉ giúp chúng ta giảm được cái biến cố liên quan đến phẫu thuật trong vòng 30 ngày, mà nó còn giúp chúng ta tiên lượng và đánh giá bệnh nhân, giảm biến cố nguy cơ tim mạch khi theo dõi lâu dài nữa. Ok. Bon. Merci. Đây là cái khuyến cáo thôi. Thực ra là chúng ta thấy là bài này với một số nội chú 43 này và các học ra trường rồi. Năm ngoái chúng tôi cũng đã có dịp đề cập với các bạn rồi. Mặc dù là bài thời lượng nó ngắn hơn thì cũng trải qua các cái bước như vậy. Đấy, tất nhiên là khi các bạn gọi là tự để các bạn chỉ định thì sẽ khó. Lúc đó các bạn phải lật lại. Ví dụ bài của ông này các bạn phải lật lại. À, mình đánh giá cái gì trước? Tuần tự theo từng bước như thế nào? Bệnh nhân của mình rơi vào điểm nào? Loại phẫu thuật là loại phẫu thuật nguy cơ cao, trung bình hay thấp nhá. Tổng hợp các yếu tố nguy cơ quanh phẫu thuật theo thang điểm Lee là tính là bao nhiêu trong 6 yếu tố. Đúng không ạ? Và dựa vào đó thì chúng ta sẽ có những cái chỉ định làm các cái thảm bi lăng trước mổ sao cho phù hợp nhất. Chúng ta hiểu không ạ? Thông qua bài trình bày của ông thì chúng ta thấy rằng là ngay cả những cái thăm dò rất đơn giản như là điện tâm đồ, là siêu âm tim, người ta cũng có những khuyến cáo ở các mức độ khác nhau, chứ không phải là chúng ta chỉ định một cách tràn lan. Bon, ông vous remercie. Merci. Donc, bon, on va passer dans le deuxième sujet ou... Oui. Cô nhỉ? Cô ơi, mình sẽ chuyển luôn sang chủ đề 2 hay là cho hỏi đáp trước? Bon, question and answer. Okay. But, professeur Huang, elle demande que les élèves est-ce qu'ils avoir des questions, donc on peut donner, et puis on va enchaîner sur le maintenant. Oui. Oui. Avant de passer le deuxième sujet. Đấy, ý kiến của cô Hương là để cho bài chúng ta nóng hổi thì các bạn có thể hỏi luôn nếu các bạn có câu hỏi nào, và ông ấy sẵn sàng trả lời cho các bạn những câu hỏi đó. Các bạn câu hỏi nào không ạ? Nếu không có thì chúng ta lại chuyển sang chủ đề tiếp theo. Được không ạ? Vâng, bon. On va passer le deuxième sujet. Oui. Parce qu'ils sont en train de réfléchir. Vâng, thế thôi thì chúng ta trong lúc các bạn suy nghĩ thì chúng ta chuyển sang chủ đề thứ hai. Được không ạ? Donc, là, il faut... Oui. Ça passera en même temps. Oui. Oui.
Celle-là? Oui. Oui. Rất hay này. Phần này rất hay và hầu hết chúng ta là đều không chú ý đến. Đây là điều trị. Donc, on va à ce deuxième sujet. Là, il faut que le professeur Haï m'excuse parce que j'ai modifié un peu l'ordre par rapport à l'ordre initial. So với cái bài mà các bạn nội chú dịch ngày hôm qua, thì ông ấy có một chút, nên là những cái thầy ông chỗ nào rửa chỗ. Bon. Voilà. Réduction du risque cardiaque avant chirurgie non cardiaque. On va étudier les moyens médicamenteux. À la fois de réduction et on va parler un peu de gestion des médicaments avec intervention. On parlera notamment de gestion des antiagrégants, des anticoagulants. Voilà. Đây là cái phần mà ông ấy tập trung vào. Thực ra là cái chiến lược giảm yếu tố nguy cơ nó rất nhiều. Nhưng mà đây ông ấy tập trung vào và chúng tôi đề nghị ông ấy tập trung vào mảng nội khoa liên quan đến các cái thuốc điều trị phổ biến ở trong tim mạch. Thì đây là các cái thuốc phổ biến ta nhìn thấy từ statin, chạy beta giao cảm, ức chế men chuyển, ức chế thụ thể, chạy kênh canxi, chống ngưng tập tiểu cầu, chống đông, vân vân. Voilà donc la liste des médicaments qu'on va étudier. Và chúng ta sẽ đánh giá về các cái yếu tố nguy cơ và cũng như là giảm về yếu tố nguy cơ tim mạch như thế nào khi chúng ta dùng những thuốc đó. Alors les bêta bloquants en premier. Donc on voit que les bêta bloquants diminuent le risque cardiaque préopératoire, ça avait été une étude faite avec l'athénolol. D'autres études ont montré la diminution du risque cardiaque chez les patients avec facteurs de risque avant chirurgie à haut risque, notamment chirurgie vasculaire. Ça, c'est très beau, mais des études, c'est pour ça que j'ai mis oui, mais les études d'ICRIS qui avaient mis en avant le rôle des bêta-bloquants ont été fortement critiquées. Notamment, on a vu que des gens qui avaient des échos de stress positives et qui étaient opérés sous bêta-bloquant, avaient malgré ce un haut risque de complications cardiaques. Donc ça, c'était une remise en cause des études d'ICRIS. Et d'autres études, donc l'étude POISE, ont montré que sous bêta-bloquant, on pouvait avoir augmentation de mortalité. Donc en étudiant cette étude, on a vu que c'était des doses trop fortes chez des patients qui n'avaient pas de facteur de risque d'intervention. Il est probable que les bêta-bloquants ont un effet délétère s'il y a un ou deux facteurs de risque, et on n'a pas de preuve de l'effet bénéfique des bêta-bloquants en cas de chirurgie à bas risque. Thế thì một trong những cái thuốc mà đã được chứng minh bằng các cái nghiên cứu mà cụ thể ở đây các nghiên cứu về liên quan đến atenolol thì người ta thấy rằng là rõ ràng việc sử dụng chạy beta giao cảm, đặc biệt là những chạy beta giao cảm đối với những bệnh nhân có tiền sử bệnh lý tim mạch và chịu phẫu thuật mạch máu là cái phẫu thuật có nguy cơ cao thì nó làm giảm các cái biến cố tử vong tim mạch. Tuy nhiên điều này đã được nhấn mạnh và cũng đã được khuyến cáo. Tuy nhiên, vẫn có những cái nghiên cứu, ví dụ có nghiên cứu Decrease hay là nghiên cứu AZ đấy. Hai cái nghiên cứu nó thấy rằng những bệnh nhân mà sử dụng test dobutamin dương tính mà phải chịu phẫu thuật thì cái nguy cơ tử vong và nguy cơ nhồi máu cơ tim quanh phẫu thuật lại tăng lên. Nó liên quan đến gì? Nó liên quan đến chủ yếu ở đây là những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ thấp, chỉ có 1-2 yếu tố nguy cơ, hoặc là những bệnh nhân thuộc cái nhóm mà phẫu thuật có nguy cơ thấp nhưng vẫn được chỉ định chạy beta, và không những thế dùng chạy beta với liều cao thì không những không giảm mà lại còn làm tăng cái nguy cơ biến cố của bệnh nhân liên quan đến tim mạch. Okay. On rappelle que les bêta-bloquants contre-indications sont contre-indiqués en cas d'asthme, de troubles de conduction. Ne sont pas des contre-indications dans l'artériopathie à claudication. Je vous rappelle que la contre-indication, c'est le stade 4 pour l'artériopathie. Et la BPCO, naturellement après avis d'un pneumologue, mais les bêta-bloquants sélectifs, normalement, peuvent être utilisés. Alors, qu'est-ce qui est recommandé pour l'usage des bêta-bloquants? De ne pas débuter la veille, c'est évident. Donc, il est recommandé de débuter une semaine à un mois, de titrer les bêta-bloquants, en essayant et en veillant à ce que le patient ne soit pas trop bradycarde et que la tension ne soit pas trop basse. Il est recommandé de commencer à petite dose et d'utiliser de préférence un bêta-bloquant sélectif. Et les bêta-bloquants recommandés sont l'athénolol et le bisoprolol, sachant que dans cette indication préopératoire, métoprolol n'est pas recommandé. Bien sûr, un bêta-bloquant, c'est un médicament qu'on peut faire en relais IV si nécessaire.
Et après se posera la question de la poursuite ou non du traitement post-opératoire. Il est conseillé quand même de continuer au moins quelques mois à cause d'accidents retardés possibles, mais des fois on embraye sur un traitement à long terme, notamment chez le coronarien. Thế cái vai trò của beta blocker chạy beta giao cảm ở đây là gì? Chúng ta phải tôn trọng những chống chỉ định bắt buộc, ví dụ như nhịp chậm, đúng không ạ? Ví dụ như là block nhĩ thất, rối loạn dẫn truyền hay là huyết áp thấp. Tuy nhiên, có những cái chỉ định mà chúng ta thấy rằng là rất nhiều bác sĩ e ngại thì phải cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính thì sao? Những cái chạy beta mà chọn lọc không có chống chỉ định. Hai nữa là những bệnh nhân mà có bệnh lồng ngực chi dưới đau cách hồi thì chỉ có phân loại từ giai đoạn 4 trở lên thôi thì người ta mới không dùng chạy beta giao cảm nhé. Đấy, chứ không phải là chúng ta cứ thấy những bệnh nhân đấy thì chúng ta không dùng chạy beta đâu. Thế chúng ta dùng như thế nào? Chúng ta dùng bệnh nhân trước đó chưa dùng thì chúng ta dùng trước cái thời điểm phẫu thuật từ khoảng 1 tuần, và nếu như mà không kịp thì chúng ta cũng phải dùng trước ít nhất là 48 tiếng. Chúng ta không nên dùng liều cao ngay từ đầu mà chúng ta nên khởi đầu bằng liều thấp, theo dõi nhịp tim và theo dõi huyết áp. Nên sử dụng những cái loại chạy beta đã được chứng minh bằng nghiên cứu, ví dụ như là bisoprolol hay là atenolol. Tuy nhiên là xin comment ở ngoài, tức là atenolol thì theo như là khuyến cáo của Hội Tim Mạch Hoa Kỳ năm 2017 liên quan đến tăng huyết áp thì cái atenolol bây giờ gần như là không có dùng nữa nhé. Đấy, bởi vì nó tăng nguy cơ và biến cố tim mạch. Thế còn metoprolol vì nó ít nghiên cứu hơn nên cái vai trò của nó chúng ta có, nhưng mà cái mức độ ưu tiên thì không giống như là bisoprolol. Tiếp theo là ông onatropacle dadiore ou pas? Pardon. Dadiore, tu traites comment? En post-opératoire. Oui, en post-opératoire, oui. Déjà? Oui. Thế, tiếp theo là chúng ta thấy là chúng ta dùng đến bao giờ? Khi chúng ta đã khởi đầu chạy beta thì chúng ta có thể kéo dài vài tháng, bởi vì cái biến cố tim mạch nó có thể đến muộn. Còn nếu như bệnh nhân mà đã có chỉ định là phải dùng chạy beta lâu dài, ví dụ như bệnh mạch vành thì chúng ta dùng lâu dài nhé. Okay. Quelles sont les recommandations? Eh bien, on voit que en cas de traitement bêta bloquant, il conseille de poursuivre le bêta bloquant quelle qu'en soit l'indication. Il n'est pas recommandé d'introduire un traitement bêta-bloquant sans titration et avant chirurgie à bas risque. On a vu que ça n'avait aucun intérêt. Et on peut envisager, là les auteurs sont toujours très prudents, d'introduire un bêta-bloquant avant chirurgie à haut risque, si au moins deux facteurs de risque, en cas d'ischémie myocardique, et dans ces cas, préférentiellement, atenolol ou bisoprolol. Thế thì cái chỉ định khuyến cáo trong chỉ định dùng chạy beta giao cảm trong khuyến cáo như nào? Nếu bệnh nhân đang dùng chạy beta thì chúng ta tiếp tục dùng chạy beta. Đấy là chỉ định loại 1. Hai là nếu chúng ta khởi đầu chạy beta thì khởi đầu cho những cái bệnh nhân mà trước những cái phẫu thuật nguy cơ cao, những cái phẫu thuật mà cái nguy cơ tử vong quanh phẫu thuật là nó cái điểm là nó từ 2 điểm trở lên. Những bệnh nhân mà có bằng chứng của thiếu máu cơ tim, và trong một số trường hợp thì trong đa phần trường hợp thì chúng ta ưu tiên những cái chạy beta mà đã được chứng minh bằng các cái nghiên cứu. Chúng ta không khuyến cáo dùng chạy beta với những bệnh nhân nguy cơ phẫu thuật thấp hoặc dùng cái liều chạy beta giao quả mà nó gọi là liều bất kỳ. Les statines. En chirurgie vasculaire, on voit que les statines diminuent le risque d'événements cardiaques et sans doute par un effet pléiotrope en stabilisation de la plaque d'athérome. Mais on voit aussi qu'il n'y a pas de bénéfice hors chirurgie vasculaire. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? Eh bien, si un patient est traité par statine avant l'intervention, on continue la statine. Et en cas de chirurgie vasculaire, il est recommandé d'initier un traitement par statine au moins 2 semaines avant la chirurgie. Cái vai trò statin đối với bệnh cảnh, bệnh sinh, bảo vệ bệnh nhân trước, gọi là bệnh nhân bị xơ vữa động mạch nói chung, và đối với phẫu thuật mạch máu nói riêng thì người ta đã được chứng minh bằng các cái nghiên cứu rồi. Bởi vì cái hiệu quả của statin nó không phải chỉ đơn giản là giảm mỡ máu, nó liên quan đến các cái quá trình chống viêm, chống oxy hóa do cái tác dụng đa hiệu, tức là cái tác dụng cái tính đa tác dụng của statin. Và vì vậy, đối với những bệnh nhân phẫu thuật mạch máu mà đang dùng statin thì bắt buộc phải dùng tiếp statin. Với những bệnh nhân mà chưa điều trị statin thì người ta khuyến khích là bắt đầu statin ở cái thời điểm là 2 tuần trước phẫu thuật.
Ah. Non. Bloqué. Ça marche pas? Non. Mais il a touché. Merci. Voilà. Les IEC. Eh bien, on voit que les IEC n'ont pas d'effet favorable sur les événements cardiaques avant chirurgie vasculaire. On sait inversement que l'emploi d'IEC avant une intervention peut être cause d'hypotension sévère. Qu'est-ce qui est recommandé? Avant chirurgie, les IEC employés pour HTA doivent être arrêtés. Et il est recommandé qu'en cas d'insuffisance cardiaque, si des patients sous IEC, on poursuivra l'IEC, mais en monitorant, bien sûr, l'état hémodynamique. Et on voit que, en cas de FEVG altéré avant une intervention, l'introduction d'IEC sera faite avec au moins un délai d'une semaine. Au moins. C'est un délai assez court, mais ça, au moins une semaine. Với những bệnh nhân mà có chỉ định dùng ức chế men chuyển hoặc chặn chủ thể angiotensin thì có một cái là cái nguy cơ là hạ huyết áp, đúng không ạ? Và cái người ta cũng chưa chứng minh được cái lợi ích tức thời của cái việc mình cho thêm ức chế men chuyển hay chặn chủ thể trước cái thời điểm phẫu thuật của bệnh nhân. Vì vậy, với những bệnh nhân mà dùng cái chặn chặn chủ thể angiotensin và ức chế men chuyển thì người ta nên dừng ở cái thời điểm trước phẫu thuật và sau đó thì khởi động lại sau. Người ta có thể duy trì cái điều trị đó với những bệnh nhân mà bắt buộc phải dùng ức chế men chuyển, ví dụ những bệnh nhân mà huyết động ổn định và có suy tim EF thấp đã được chứng minh. Vâng. Gros chapitre avec les antiagrégants. On va commencer par l'aspirine. Avec ces données qui peuvent être des fois un peu contradictoires. On voit qu'en chirurgie carotidienne, l'intérêt de l'aspirine, c'est la prévention de l'AVC, mais que ça n'a pas de conséquences sur la prévention cardiaque. En chirurgie vasculaire, réduction non significative des événements cardiaques. Inversement, on voit que chez un sujet coronarien, l'arrêt de l'aspirine avant chirurgie multiplie le risque de complications cardiaques. Alors ça, c'est des données, hein, bien sûr, sur la littérature. Le risque d'assainement d'intervention sous aspirine est majoré, mais a priori sans trop de saignements majeurs. Et des auteurs, donc pas d'aspirine en routine avant la chirurgie, ça ne sert à rien. Donc en cas de traitement préexistant par l'aspirine, si possibilité, s'il y a prévision de complications ou de possibilité de saignement, l'aspirine devrait être arrêtée. Et l'aspirine, c'est l'attitude qu'on aura pour tous les médicaments, qu'ils soient antiplaquettaires ou antithrombotiques, c'est de mettre en balance le risque d'hémorragie et le risque de thrombose. Ça, c'est notre pain quotidien. Il faut toujours discuter le risque d'hémorragie et de thrombose. Liên quan đến điều trị chống ung tập tiểu cầu, thì đây là một vấn đề rất lớn, quan trọng. Thực sự là đúng là như vậy đấy. Với cả chúng ta cũng vậy. Thế thì chúng ta thấy có những cái thú vị, ví dụ như là phẫu thuật mạch cảnh. Thì việc chúng ta dùng aspirin nó sẽ dự phòng được cái biến cố là nguy cơ gì ạ? Tai biến mạch não, nhưng đối với cái biến cố về mạch vành thì không có dữ liệu và không chứng minh được. Với phẫu thuật mạch máu nói chung thì nó giảm được các cái biến cố liên quan đến tử vong tim mạch và nhồi máu cơ tim nhưng không ý nghĩa. Tuy nhiên với những cái bệnh nhân mà những bệnh nhân bệnh mạch vành ấy, việc chúng ta dừng aspirin trước phẫu thuật thì nó làm tăng cái nguy cơ tim mạch, biến cố tim mạch lên gấp 3 lần. Đó. Nguy cơ chảy máu khi mà dùng aspirin quanh phẫu thuật thì nó có, nhưng mà không phải là những cái chảy máu lớn. Tất nhiên là người ta không khuyến cáo, tức là cho aspirin thường quy trước phẫu thuật. Nếu mà chưa cho thì không có khuyến cáo là ta bổ sung aspirin trước phẫu thuật. Thông thường với những cái vật phẫu thuật mà có nguy cơ chảy máu rất lớn như là phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật hậu phòng của mắt, thì người ta phải dừng aspirin trước đó 7 ngày. Đó. Thế khuyến cáo với những trường hợp mà đang được sử dụng aspirin trước đó, với những bệnh nhân mà cái tình trạng huyết động và chảy máu, đông cầm máu nó không ổn định, thì ta phải dừng aspirin trước đó, nên được dùng aspirin trước đó. Còn với cái việc mà chúng ta tiếp tục duy trì aspirin ấy, trong phẫu thuật thì phải có sự đánh giá của các cái chuyên gia
về tim mạch, chuyên gia về huyết học, về cái lợi ích và nguy cơ của việc chảy máu. On va arriver au problème de la double antiagrégation plaquettaire, donc en rappelant les produits à notre disposition qui sont le clopidogrel, prasugrel et ticagrelor. Các thuốc ức chế P2Y12 như là prasugrel này, clopidogrel, ticagrelor thì cái chỉ định của nó ra sao? On voit que la double, l'arrêt de la double antiagrégation est la cause la plus la cause principale de thrombose de stent. Et on sait que la thrombose de stent est plus grave qu'une thrombose sur artère native, notamment une thrombose de stent sur le tronc coronaire gauche, on conçoit aisément que c'est le plus souvent fatal. Donc l'injection de la double antiagrégation plaquettaire sera une discussion entre le chirurgien et le cardiologue pour savoir que faire, et encore une fois ici c'est la mise en balance du risque cardiaque et du risque hémorragique. Nếu một bệnh nhân đang sử dụng thuốc chống ngưng cập tiểu cầu kép mà chúng ta dừng đột ngột, nếu bệnh nhân đó mà chưa từng có stent mạch vành, tức là mạch thường, mạch bình thường, tức là mạch mạch vành nhưng mà chưa có đặt stent thì cái nguy cơ thấp hơn. Nhưng với những bệnh nhân đã có tiền sử đặt stent mạch vành thì cái nguy cơ huyết khối ở trong stent nó tăng vọt nếu như chúng ta ngừng thuốc chống ngưng cập tiểu cầu kép. Và vì vậy ở đây là họ đối với cái vai trò của các bác sĩ về mạch máu thì người ta sẽ phải thảo luận với bác sĩ chuyên khoa tim mạch và bác sĩ mạch vành về vấn đề là duy trì hay là giảm liều hay là chuyển thuốc, tức là chuyển đổi thuốc trước phẫu thuật liên quan đến các cái biến cố chảy máu và các cái nguy cơ tắc mạch. Idéalement chez un patient sous double antiagrégation plaquettaire, on retarde la chirurgie pour respecter le délai théorique de durée de traitement de double antiagrégation. Et si possible, la chirurgie se fera alors sous aspirine. On sait que si une chirurgie est précoce avant pose de stent, il y a un risque cardiaque augmenté. Et après arrêt des antiagrégants, donc le risque de thrombose est maximal à partir du 10e jour. Rất hay là như thế này, vì cái vai trò quan trọng của chống ngưng tập tiểu cầu kép, nên là nếu như cái phẫu thuật đó không phải là một cái phẫu thuật cấp cứu thì người ta tối ưu là người ta trì hoãn cái phẫu thuật cho đến hết cái thời hạn mà phải dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu kép. Điểm thứ hai nữa là đến khi mà phải phẫu thuật thì người ta tối thiểu người ta cũng vẫn phải duy trì là aspirin. Cái phẫu thuật chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta dừng chống ngưng tập tiểu cầu kép thì nó phẫu thuật trong tuần đầu tiên ấy, sau khi mà đặt stent thì nó làm tăng cái nguy cơ tử vong lên đến 20% do là huyết khối trong stent. Và cái nguy cơ mà huyết khối trong stent này nó căng lên cao nhất vào khoảng ngày thứ 10, loanh quanh ngày thứ 10 sau khi mà bệnh nhân dừng thuốc. Donc là on va voir les différentes conduites en fonction du matériel et du geste qui est fait par le coronarographiste. Après pose de stent coronaire nu, idéalement, il y a 3 mois de double antiagrégation, au minimum 1 mois. Donc, intervention possible après 1 mois de double antiagrégation, mais avec, si possible, poursuite de l'aspirine. Thế bây giờ với những bệnh nhân mà đặt stent thường không phủ thuốc và bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định thì sử dụng như thế nào? Tối thiểu là chúng ta nên phẫu thuật là ít nhất là chúng ta đã sử dụng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu kép được 3 tháng. Còn nếu không thì chúng ta cũng phải ngoài 1 tháng dùng thuốc chống tập tiểu cầu kép và sau đó chúng ta phẫu thuật nhưng vẫn duy trì aspirin. Après pose de stent active, je répète ce qu'on a déjà dit, c'est que l'arrêt prématuré de la double anti-agrégation augmente le risque cardiaque. Avec les stents de première génération, durée classique de double anti-agrégation 12 mois. Chirurgie possible à 6 mois avec poursuite de l'aspirine toujours. Avec les stents de nouvelle génération, la double anti-agrégation sera de 6 mois et la chirurgie serait possible à 3 mois. Encore une fois, c'est toujours à discuter avec le coronarographiste qui sait quel matériel il a mis. Et toujours opérer sous aspirine. Okay. Với stent phủ thuốc thì sao? Nếu stent phủ thuốc thế hệ cũ, thì chúng ta kéo dài, bắt buộc phải kéo dài chống ngưng tập tiểu cầu kép trong vòng 12 tháng. Và phẫu thuật ý, thì chúng ta nên được bắt đầu sau cái thời điểm đó. Còn nếu không thì chúng ta có thể làm phẫu thuật
ở cái thời điểm là dùng thuốc chống ung thư tiểu cầu kép được 6 tháng nhưng tối thiểu vẫn phải duy trì aspirin. Với những stent mà thế hệ mới thì chúng ta cái thời gian kéo cài thuốc chống ung thư tiểu cầu kép là 6 tháng và như vậy thì phẫu thuật tối đa chúng ta có thể trì hoãn nhé là 3 tháng, nghĩa là chúng ta có thể từ 3 tháng trở ra thì chúng ta phải phẫu thuật được. Tuy nhiên, ông ấy nhấn mạnh là họ là các bác sĩ về chuyên khoa mạch máu thì hoặc là bác sĩ tim mạch nhưng mà làm việc trong khoa mạch máu và trong những tình huống đó người ta đều phải liên hệ trực tiếp với bác sĩ can thiệp để xem là cái thế hệ stent mà các bác sĩ can thiệp dùng là thế hệ nào để người ta có phương án sao cho phù hợp nhất. Je vais passer à celle-là si vous permettez. Il arrive parfois quand j'ai en chirurgie vasculaire, il y a à la fois une chirurgie pour, qui n'est pas urgente mais pour laquelle il ne faut pas attendre et un geste coronaire à faire. Dans cette cas, l'option possible, c'est de faire une dilatation simple, sans pose de stent, parce qu'on voit que la chirurgie va être possible beaucoup plus tôt et que la chirurgie est possible 15 jours après la dilatation ballon. Donc, c'est des fois une option qui nous rend service de dilater simplement sans mettre un stent, quitte à revenir après, mais ça nous permettra d'opérer au point de vue vasculaire plus rapidement. Trong trường hợp mà chúng ta buộc phải phẫu thuật sớm hơn ấy, thì chúng ta có thể lựa chọn phương pháp là nong bóng đơn thuần để chúng ta rút ngắn cái thời gian trì hoãn phẫu thuật. Nếu như cái phẫu thuật đấy, phẫu thuật mạch máu đấy thực sự là rất quan trọng. Và với trường hợp mà chúng ta nong bóng đơn thuần thì chúng ta có thể bắt đầu phẫu thuật ngay trong vòng 2 tuần sau khi mà làm can thiệp nong bóng. Donc je reviens, donc il y a une autre circonstance, bien sûr, on fait une double antiagrégation, c'est après un syndrome coronaire aigu. La durée de la double antiagrégation est à 12 mois. Alors, durée de 12 mois, chirurgie possible, on essaie d'attendre au moins 6 mois, en opérant toujours sous aspirine. Et on voit qu'en cas de risque de saignement majeur, il y a possibilité de transfusion de plaquettes. Ici, la durée d'arrêt des médicaments, le Plavix et le Ticagrelor doivent être arrêtés 5 jours en cas d'arrêt, mais qui est à discuter encore une fois, parce qu'on sait que c'est pas une situation sans risque. L'Effiant, lui, est arrêté 7 jours. Chúng ta thấy rằng là về cái vai trò của việc là sử dụng chống ung thư tiểu cầu kép thì sau hội chứng bành cấp thì cái thời gian kéo dài của thuốc chống ung thư tiểu cầu kép là 12 tháng bất kể là điều trị như thế nào. Trước phẫu thuật ấy, nếu cái nguy cơ huyết khối mà tăng mà cao đấy thì chúng ta phải cân nhắc là cái việc là cái biến cố chảy máu của bệnh nhân là bao nhiêu. Thì chúng ta thấy là trong cái khuyến cáo của Hội Tim Mạch Việt Nam năm 2019 có nhắc đến cái thang điểm là precise DAP ấy, để giúp chúng ta đánh giá đấy nhé. Ở cái bệnh nhân sau can thiệp động mạch vành cấp sớm mà nguy cơ chảy máu được đánh giá thông qua cái thang điểm đó có 5 yếu tố, chúng ta biết rồi. Nếu như chúng ta cần phải ngừng cái nhóm thuốc là ức chế P2Y12 thì là gì? Chúng ta ngừng clopidogrel và ticagrelor là khoảng 5 ngày trước phẫu thuật và ngừng prasugrel là 7 ngày trước phẫu thuật. Nếu như nguy cơ chảy máu mà rất cao thì chúng ta phải cân nhắc đến chuyện là phải dự trù cái chuyện là truyền tiểu cầu. Đấy. Và sau phẫu thuật thì chúng ta nên bắt đầu trở lại cái thuốc chống ung thư tiểu cầu kép, bất nghĩa là ngay khi mà cái huyết động của bệnh nhân ổn định và tốt nhất là trong vòng khoảng 48 tiếng là chúng ta phải khởi động lại cái điều trị chống ung thư tiểu cầu kép rồi. J'essaie de corriger ici les interventions à risque. Quel est le risque de hémorragique en fonction de l'intervention? On peut voir ça comme ça. Vous voyez qu'il y a des interventions à risque hémorragique majeur, où théoriquement et en pratique, l'intervention ne peut pas être réalisée sous aspirine. On est en aorte, neurochirurgie, segment postérieur de l'œil, la prostate, toujours sont des interventions très hémorragiques. Bon, là, donc il y a la liste, on peut faire défiler. J'ai ici aussi mis des interventions qui sont à... Alors, endoscopie. C'est sûr qu'on peut les réaliser sous aspirine clopidogrel, mais j'ai jamais vu de gastro-entérologue qui soit très très content de faire une fibroscopie. Et c'est évident qu'une biopsie, quand vous dites aux gastro-entérologues, quand vous leur demandez de faire une biopsie sous aspirine, ils sont pas très contents. Et puis en général, on discutera pour l'arrêt parce que ça il marche pas trop là-dessus. De même que les endoscopies bronchiques peuvent être, c'est sûr que s'il n'y a pas de biopsie, on peut faire la fibroscopie. Mais dès qu'il y aura une biopsie, on sera obligé d'arrêter l'aspirine de toute façon.
Hai cái bảng này là hai cái bảng về đánh giá về cái nguy cơ chảy máu của từng loại phẫu thuật một, cũng như là các cái cân nhắc khi mà chúng ta phải dừng thuốc. Ví dụ như là những cái chảy máu, những cái phẫu thuật có nguy cơ rất là cao, phẫu thuật hậu phòng, phẫu thuật thần kinh, phẫu thuật bệnh mạch chủ thì buộc chúng ta phải dừng aspirin, đúng không ạ? Những cái phẫu thuật mà nguy cơ chảy máu thấp thì chúng ta có thể tiến hành phẫu thuật dưới aspirin, tuy nhiên phải chú ý một số trường hợp. Ví dụ như nội soi, ông ấy nói rằng là nếu như mà bệnh nhân được nội soi dạ dày thực quản hay nội soi phế quản chẳng hạn, mà bệnh nhân vẫn đang dùng aspirin hoặc là đang dùng aspirin cộng với lại clopidogrel chẳng hạn, thì hầu hết các bác sĩ nội soi là người ta đều rất là ngần ngại và người ta không hài lòng lắm. Đấy, người ta không hài lòng. Bởi vì là nếu như làm các cái thủ thuật mà sinh thiết, nhất là sinh thiết xuyên thành chẳng hạn, hoặc là các cái bấm sinh thiết, bấm polyp chẳng hạn, thì lúc đó thì cái nguy cơ chảy máu rất là tăng, và do vậy thì người ta thường là không thực hiện dưới cái aspirin. Donc maintenant on aborde la gestion des anticoagulants en période péri-opératoire. Vous verrez que c'est un gros chapitre aussi. Vấn đề tiếp theo ấy là rất là quan trọng, bởi vì thuốc chống ngưng tập tiểu cầu đã liên quan đến nguy cơ chảy máu thì thuốc chống đông lại còn kinh hoàng hơn, và đây cũng là một vấn đề lớn. Thì luôn luôn là đối với việc những bệnh nhân dùng thuốc chống đông thì ta phải cân nhắc giữa nguy cơ tắc mạch vì việc dừng thuốc và nguy cơ chảy máu thì ta tiếp tục dùng thuốc. Donc on sait que les anticoagulants augmentent le risque de saignement périopératoire, et on en revient au même problème, c'est qu'on mettra en balance avant une intervention le risque hémorragique qui est dû aux anticoagulants et bien le risque thrombombolique à l'arrêt des anticoagulants. On peut définir des patients à haut risque thrombombolique. Ce sont les patients porteurs d'une valve cardiaque mécanique. Les valves biologiques ou valvuloplasties dans la phase initiale sont en risque thrombombolique. Un événement thrombombolique, que ce soit phlébite ou embolie pulmonaire, qui a moins de 3 mois. Un score CHAD-VASC supérieur à 4, ça on pourra le détailler après. Et bien sûr, les patients pour certaines thrombophilies. Donc ce sont des patients à haut risque. Thế liên quan đến cái chỉ định điều trị chống đông thì những bệnh nhân nào mà cái nguy cơ tắc mạch sẽ rất cao nếu ta dùng thuốc chống đông? Đó là những bệnh nhân mang van nhân tạo cơ học, những bệnh nhân mang van nhân tạo sinh học mà trong vòng 3 tháng đầu, những bệnh nhân mà có thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, bao gồm cả thuyên tắc phổi nữa, trong vòng 3 tháng đầu tiên, những bệnh nhân có điểm CHAD-VASC rất cao, tức là từ 4 trên 4, và những bệnh nhân mà có rối loạn đông máu bẩm sinh. Quel produit avons-nous? On a des produits injectables ou perros. Ces produits injectables, on a l'héparine, qui est une héparine non fractionnée, qui s'emploie de manière IV, et je vous rappelle que c'est le produit le plus maniable, l'héparine IV. Il y a calciparine en sous-cutané, 3 ou 2 injections par 24 heures. Les héparines de bas poids moléculaire, pour lesquelles j'attire votre attention sur la fonction rénale, autant l'héparine et la calciparine peuvent être utilisées en cas d'insuffisance rénale, autant il faudrait être prudent en cas d'insuffisance rénale pour l'emploi d'HBPM. Le Lovenox, entre autres, donc, qui s'emploie à 1 ou 2 injections par jour, selon l'effet recherché, préventif ou curatif. Perros, on a les antivitamines K, avec la warfarine, on a le Préviscan Syntron, et les AOD, les anticoagulants de nouvelle génération, l'anticoagulant oral direct. Alors ça, c'est les noms commerciaux, donc Xarelto, Pradaxa et Equis. Những sản phẩm chống đông nào mà chúng ta có thể sử dụng, thì đây là những sản phẩm chống đông lưu hành ở thị trường Pháp. Chúng ta thấy là rất là kỳ thú ở đây là gì? Những cái thuốc chống đông mà đừng tiêm ấy thì họ lại dùng rất phổ biến cái loại liên quan đến heparin không phân đoạn. Bởi những cái này chúng ta biết là gì ạ? Nó không phụ thuộc vào chức năng thận. Và nó rất dễ để đánh giá cái hiệu quả, rất dễ để dừng thuốc cũng như là tiếp tục thuốc, và nó có những cái thuốc đối kháng đặc hiệu. Do vậy heparin không phân đoạn là cái người ta dùng nhiều nhất. Nhóm thứ hai là những cái thuốc mà cũng heparin nhưng mà tiêm dưới da, tức là calciparin. Nhóm thứ ba thì là những cái thuốc chống đông trọng lượng phân tử thấp như là Lovenox, Inohep. Thế những thuốc chống đông đường uống thì là kháng viên K, và những thuốc chống đông không kháng viên K. Les antivitamines K donc doivent être opérés 3-5 jours avant l'intervention. La chirurgie est sûre si l'ANR est inférieur ou égal à 1,5 à 2 ou 1,5. On prendra les antivitamines K 1-2 jours après la chirurgie en surveillant bien sûr l'INR. Et donc, pour des chirurgies à faible risque hémorragique, il n'est pas besoin d'arrêter les antivitamines K. On peut simplement diminuer l'INR pour arriver au taux le plus bas. Thế thì việc mà chúng ta sử dụng các cái thuốc chống đông quanh phẫu thuật như nào? Nếu bệnh nhân đang dùng
Khám viêm ca thì bệnh nhân sẽ phải dừng từ 3 đến 5 ngày trước phẫu thuật. Chúng ta theo dõi INR và INR từ 1,5 trở xuống thì chúng ta có thể an toàn để phẫu thuật. Sau đó 1 đến 2 ngày chúng ta sẽ bắt đầu lại kháng viêm ca và phải theo dõi chặt chẽ INR. Những phẫu thuật mà có nguy cơ thấp, ví dụ như là phẫu thuật của đục thủy tinh thể hay là những phẫu thuật ở nông ở trên bề mặt thì chúng ta có thể không cần dừng kháng viêm ca nhưng chúng ta duy trì INR ở mức hiệu quả thấp. L'usage BPM, donc il faut retenir qu'il faut 12 heures entre la dernière injection et la chirurgie, et qu'à la reprise de l'usage BPM, il y aura 12 heures entre la chirurgie et la reprise de l'anticoagulant. L'héparine IV doit être arrêtée 4 heures avant chirurgie, sauf bien sûr si on est en chirurgie vasculaire où il y a ischémie, où le patient a son héparine IV jusqu'au bloc. Thế thì dùng cái thuốc chống đông đường tiêm thì như thế nào? Với thuốc chống đông đường tiêm thì chúng ta thấy là heparin trọng lượng phân tử thấp như là Lovenox thì chúng ta nguy cơ mà tắc mạch thấp thì chúng ta dùng là diện một bơm một ngày. Còn nguy cơ tắc mạch cao thì chúng ta chuyển là dùng phải dùng hai bơm một ngày và chúng ta dừng 12 giờ trước cái thời điểm phẫu thuật dự kiến. Heparin mà không phân đoạn thì chúng ta thấy là gì, cái thời gian bán hủy của nó rất là ngắn nên là chúng ta có thể yên tâm dừng 4 giờ trước phẫu thuật. Thế và chúng ta bắt đầu lại khi nào? Trong tình huống mà bắt buộc phải dùng thì chúng ta dùng sớm 12 giờ sau phẫu thuật, còn nếu không thì chúng ta có thể trì hoãn từ 24 đến tối đa là 48 tiếng, phụ thuộc vào cái loại phẫu thuật và cái rối loạn về đông cầm máu của bệnh nhân. Pour les patients à risque thromboembolique dont on a parlé tout à l'heure, on voit que l'arrêt de l'anticoagulant est dangereux. Il est conseillé de faire un relais. En général, au point de vue sécurité, le meilleur rapport bénéfice-risque est de faire un relais par HBPM. Sauf pour les prothèses mécaniques, il est conseillé de faire un relais par l'héparine par voie IV en milieu hospitalier. Nếu bệnh nhân có nguy cơ tắc mạch cao thì bắt buộc chúng ta phải chuyển từ những thuốc chống đông đường uống sang những thuốc chống đông đường tiêm, đúng không ạ? Trước phẫu thuật thì cái heparin trọng lượng phân tử thấp nó sẽ có ưu thế ở chỗ là bệnh nhân có thể sử dụng tại nhà và việc theo dõi hết sức đơn giản. Nhưng bệnh nhân mà có những cái bệnh nhân nguy cơ cao và nguy hiểm, ví dụ như bệnh nhân mang van nhân tạo thì họ nên là được phẫu thuật khi mà trước phẫu thuật thì họ phải nhập viện và phải sử dụng heparin trước đó, tối ưu là sử dụng heparin thường không phân đoạn. Petit rappel pour les AOD. Vous voyez que le nombre de prises, d'abord le mécanisme est différent puisque dagibatran est un antithrombine, alors que le rivaroxaban et l'apixaban sont des anti-10A. Nombre de prises différents pour ces produits. Le seul à une prise, c'est le rivaroxaban, les autres ont deux prises par jour. Et en fait, point très important, il faut penser au rein quand on prescrit un AOD. Il faut penser que ces produits ont une élimination rénale. Celui qui a l'élimination rénale le plus importante est le dagibatran. Très attention au rein quand on prescrit ces produits, adaptation des doses, voire contre-indication si la clairance est trop basse. Bien sûr. Thế đây là một số các cái sản phẩm về thuốc chống đông không kháng viêm ca đường uống. Thì chúng ta quen thuộc với hai loại rivaroxaban và dabigatran đúng không ạ? Thì ông có nhấn mạnh là chúng ta phải hết sức chú ý đến cái mức lọc cầu thận. Bởi vì cái hiệu quả và cái thời gian hủy của thuốc ấy, mức tác dụng của thuốc nó liên quan rất nhiều đến mức lọc cầu thận. Toujours pour les anticoagulants oraux directs, effet on-off marqué. On considère que dès la prise, l'anticoagulant est efficace au bout de 2 heures. Le plus souvent, vous savez que maintenant, on ne fait pas de relais à l'arrêt de ces produits. Quel délai avant chirurgie? Eh bien, au moins 2 jours pleins, 2 jours d'arrêt. 3 jours s'il y a risque de saignement, et le délai va être majoré en cas d'insuffisance rénale. Souvenez-vous que ces produits sont éliminés par le rein. Donc en cas d'insuffisance rénale, il ne faut pas hésiter à majorer les produits en allant à 4 voire 5 jours d'arrêt avant intervention. Et à la reprise, du fait de cet effet marqué, de cet effet on-off, attention à l'efficacité rapide. Il faut savoir aussi retarder un petit peu la reprise de ces produits pour ne pas être efficace trop rapidement. Cái thuốc chống đông mà không kháng viêm ca thì cái ưu điểm của nó là gì? Ưu điểm của nó là chúng ta thấy rằng là gì? Cái tác dụng cũng như là cái mất tác dụng của nó tương đối nhanh. Thế vì vậy nên là chúng ta có thể yên tâm để chúng ta có thể dừng thuốc mà không cần phải chuyển sang nhóm thuốc đường tiêm, trừ khi bệnh nhân có nguy cơ thuyên tắc huyết khối rất tăng.
Thế chúng ta có thể dừng an toàn nhất trước một cái phẫu thuật thường quy là 48 tiếng với tất cả các loại. Còn với những cái trường hợp mà phẫu thuật nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta phải dừng muộn hơn 3 ngày. Với những bệnh nhân có suy thận nặng thì chúng ta lại phải dừng dài hơn. Tuy nhiên chúng ta lưu ý là gì ạ? Suy thận nặng quá thì cũng là chống chỉ định với lại thuốc chống đông đường uống không kháng vitamin rồi, đúng không ạ? Thế chúng ta sử dụng lại vì nó có hiệu lực rất nhanh nên là chúng ta có thể sử dụng lại khi nào mà chúng ta thấy rằng bệnh nhân ổn định. Comment faire un relais? Quand on veut prescrire un AOD et que le patient sous héparine, on donne l'AOD au moment où on arrête l'héparine IV. Quand le patient est sous HVPM, par exemple sous Lovenox, eh bien, on donne l'AOD à l'heure où on devait faire l'injection et on ne fait pas l'injection. Et en cas de relais AVK vers AOD, on arrête l'AVK et on débute l'AOD dès que l'INR est inférieur à 2. Đây là cái phác đồ người ta hay dùng, bởi vì ở bên họ thì họ hay dùng thuốc chống đông đường uống không kháng minca hơn là kháng minca. Thế người ta có thể chuyển, đây là cái chuyển đổi thuốc ấy mà. Nếu như bệnh nhân trước đó dùng heparin không phân đoạn chuyển thì cứ dừng chuyển thì ta cho heparin thì ta cho thuốc chống đông đường uống. Thế còn đối với heparin trọng lượng phân tử thấp thì cứ cái mũi dự kiến và cái thời điểm mà dự kiến tiêm mũi tiếp theo thì đấy là chính là thời điểm chúng ta dùng thuốc chống đông đường uống. Còn đối với kháng minca thì chúng ta dựa vào là gì ạ? INR dưới 2 thì chúng ta bắt đầu dùng thuốc chống đông đường uống không kháng minca. Problème inverse, on est patient en AOD, on veut passer à un anticoagulant injectable. Eh bien, on débutera le traitement injectable à l'heure prévue de la prise d'AOD, sans donner l'AOD, bien entendu. Nếu chúng ta chuyển từ thuốc chống đông đường uống không kháng minca sang các loại khác, chuyển sang cái nhóm mà đường tiêm thì chúng ta dừng thuốc đường uống là chúng ta phải chuyển sang đường tiêm. Thế còn đối với những bệnh nhân mà từ thuốc chống đông không kháng minca sang kháng minca thì chúng ta phải gì ạ? Chúng ta phải duy trì song song cái nhóm hai nhóm cho đến khi mà đạt hiệu lực chống đông. En cas de passage vers la VK, donc les deux produits vont être pris en même temps et on arrêtera l'AOD quand l'INR sera supérieur à 2. Ouais. Lưu ý là chúng ta phải định liều đấy nhé. Chúng ta phải định liều cả. Thực ra là đối với ở Việt Nam thì chúng ta cái khả năng áp dụng của chúng ta là khá là tùy biến, bởi vì chúng ta không có xét nghiệm đặc hiệu nhé. Đối với nước ngoài thì họ có cái xét nghiệm đáy đỉnh nồng độ thuốc chống đông không kháng minca để người ta lựa chọn thời điểm cho nó hợp lý. Chúng ta thì có xét nghiệm được đâu. Những xét nghiệm đông máu đặc hiệu như là thrombin trực tiếp hay là hemoclot thì chúng ta có làm được đâu. Thế do vậy là khá là khó khăn. Pour parler des moyens de neutralisation de ces produits. Vous savez que les AVK, une première possibilité, c'est la vitamine K IV. Mais on voit que le délai est un peu long, 6-12 heures. On peut faire du plasma virus inactivé ou d'un complexe prothrombinique qui a une action plus rapide. L'héparine IV, vous voyez que déjà son effet c'est 104 heures. Mais si besoin, donc on a le sulfate de protamine qui sera fait normalement dose pour dose. Le sulfate de protamine, donc on peut utiliser aussi avec la calciparine. Pour les HBPM, on peut utiliser le sulfate de protamine, mais ça neutralise que la moitié de l'effet. Il faut le savoir. Enfin, pour les AOD, il n'y a qu'un produit qui est à ce jour un antidote, c'est le dabigatran, le praxbind. Les autres produits développent leur antidote, mais il est sûr que les anesthésistes déjà ont des manières de neutraliser pour partie ces produits, notamment avec l'utilisation de canocade, de complexe prothrombinique. Et các thuốc đối kháng đặc hiệu thì sao? Từng loại thì đều có các cái thuốc đối kháng đặc hiệu. Ví dụ như vitamin K thì có gì ạ? Kháng minca thì có vitamin K, đúng không ạ? Rồi với heparin thường thì chúng ta có protamin. Tuy nhiên là heparin thường thì cái thời gian hiệu lực của chống đông nó hết ngay trong vòng 4 tiếng. Thế nên chúng ta cũng phải cân nhắc khi chúng ta dùng heparin trọng lượng phân tử thấp thì chúng ta cũng có thể dùng protamin. Tuy nhiên hiệu lực đối kháng của nó chỉ được 50% thôi. Thế. Đối với các thuốc chống đông đường uống
không khám viêm ca thì mới có một sản phẩm duy nhất là Praspy đối với Dabigatran. Còn với những trường hợp khác thì chúng ta dùng cái phức hợp yếu tố là 2790. On change de classe médicamenteuse, on va terminer avec les anticalciques. Oui, avec les dihydropyridines, on a une augmentation de mortalité péropératoire. Quoi qu'il en soit, un patient qui a un angor spastique, bien sûr, il y a poursuite de l'anticalcique. Reste ces anticalciques qui sont bradycardisants, mais aussi inotropes négatifs, il ne faut pas l'oublier. Ils sont contre-indiqués s'il y a une altération de la FEVG, une insuffisance cardiaque. L'effet favorable uniquement s'il y a un critère composite. Bon. Poursuite ou introduction d'un anticalcique bradycardisant peut être envisagé s'il y a une contre-indication bêta-bloquant. Bon, ben, c'est pas d'usage courant. Voilà. Ces produits sont utilisés couramment, mais en préopératoire, c'est pas un produit qu'on va forcément manager. Cái thuốc cuối cùng mà ông ấy nhắc đến là kháng chẹn kênh canxi, thì chẹn kênh canxi nhóm dihydropyridine thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nó làm tăng cái nguy cơ tử vong quanh phẫu thuật. Nó chỉ định duy nhất trong những trường hợp ở dưới cuối cùng ấy, không đấy là đau thắt ngực do co thắt mạch vành thì chúng ta có thể duy trì cái chẹn kênh canxi. Còn đối với verapamil, diazem thì nó sẽ chỉ sử dụng đối với những trường hợp mà lẽ ra có chỉ định chẹn beta giao cảm nhưng không chỉ định được vì là chống chỉ định. Donc le bilan préparatoire, j'en viens à ce que je vous disais tout à l'heure, ça permet d'optimiser le traitement afin d'agir sur le risque cardio-opératoire et ça permet de diminuer le risque iatrogène du fait des produits qu'on utilise. Chúng ta thấy là việc chúng ta sau hai bài này thì chúng ta thấy là cái vai trò quan trọng của việc chúng ta phải đánh giá cái bi lăng trước phẫu thuật của bệnh nhân, đúng không ạ? Đấy là nó hết sức quan trọng để làm giảm cái nguy cơ tử vong và nguy cơ biến cố tim mạch xung quanh phẫu thuật. C'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on mette les diapos des scores ou c'est intéressant ou pas? Non, ça va, ça va. Parce que tout le monde les scores et oui, c'est au courant là. Ah. Đấy. Còn một vài cái thang điểm nữa, ví dụ như là PSI, tức là Precis Đáp ấy. Rồi thì Heartbleed, Chasvas thì chúng ta tự tra rồi, không phải nói, đúng không ạ? Nên ông ấy ẩn những cái đấy đi. Đấy, chúng ta có câu hỏi nào không? Bởi vì 11:30 là chúng ta có phiên tiếp theo của giáo sư Hùng về tim mạch di truyền. Vâng. Có lẽ em hỏi anh Hải trả lời được em này. Cái stent thế hệ mới với stent thế hệ cũ mà stent bọc thuốc ở Việt Nam là cái tên là gì và quy định thế nào thì gọi là thế hệ mới? Tại vì cái thời gian ngừng thuốc chống đông nó khác nhau. Cái đấy thì tôi cũng bó tay. Bởi vì là nhờ bác sĩ Quân nhỉ, chuyên gia can thiệp của chúng ta ở đây. Bởi vì tên của stent người ta khuyến cáo là để làm giảm nguy cơ chảy máu. Bởi vì trong hội nghị tim mạch chúng tôi cũng có một cái bài báo cáo nhỏ nhỏ liên quan đến giảm nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân dùng thuốc bệnh nhân sau can thiệp hội chứng mạch cấp thì người ta cũng khuyên là gì? Là nên sử dụng stent mới nhất, thế hệ mới nhất có thể, bởi vì là việc mà chúng ta sử dụng stent thế hệ mới nhất thì chúng ta có thể trì hoãn cái thời gian trì hoãn phẫu thuật nó ngắn hơn. Và cái thời gian mà bệnh nhân có thể duy trì cái thuốc chống những dập tiểu cầu kép ngắn hơn, đúng không ạ? Như ông nói là từ 3 tháng nhé, bởi vì cái thời gian chống dập tiểu cầu kép chỉ khoảng 6 tháng thôi. Tuy nhiên là loại stent thế hệ mới nào thì chúng ta thấy là có rất nhiều tên nhỉ. Anh Quân nhỉ. Anh có thể cho mọi người biết vài tên thôi. Nhưng mà ông ấy cũng nhấn mạnh nha là chúng ta phải thảo luận với bác sĩ chụp mạch vành. Bởi vì cũng có những cái loại chúng ta không có biết được tên à. Nhé. Ngay ở viện tim mạch chúng tôi cũng thấy như vậy. Báo cáo là cái stent thế hệ mới nào liên quan đến cái lớp polymer dính ở trên cái bề mặt đấy. Cái việc phân hủy polymer nó quyết định cái thời gian mà dùng chống đông. Thì bây giờ trên tất cả các cái hãng đều có những stent thế hệ mới, các cái stent khác nhau thì cái khuyến cáo về các thời gian khác nhau thì bây giờ nó ra đến thế hệ thứ 3, thứ 4, hoặc là một số thế hệ nữa là stent tự tiêu. Tóm lại thì các bạn cũng không nên tự biết đấy là cái stent gì mà cũng không nên này. Tóm lại là nếu mà khi bệnh nhân đã có can thiệp, đã đặt stent mạch vành rồi thì tốt nhất các bạn nên trao đổi trực tiếp với cái bác sĩ can thiệp vì ở đấy thì
chỉ có những bác sĩ can thiệp thì người ta mới biết được những cái stent đấy nó phủ thuốc như nào, và mỗi một hãng họ có rất nhiều stent khác nhau, mỗi năm họ ra một hai hãng stent, mà trong thị trường bây giờ thì có các hãng stent của Đức, của Mỹ, của Ấn Độ, thì mỗi một cái hãng đấy thì lại có các tên khác nhau, thì các bạn tóm lại các bạn không thể nhớ được hết những cái stent này đâu. Vậy là vậy. Nếu các bạn muốn thì về sau các bạn liên hệ với lại các bác sĩ, các anh ở trong phòng đào tạo của Viện Tim Mạch đã ghi hình và làm livestream cho các bạn rồi. Nên các bạn có thể xem trực tuyến hoặc là xem về sau. Còn bạn nào muốn là có bài về tiếng Việt thì bạn ấy có thể liên hệ với phòng đào tạo về sau thì các bạn sẽ nhận được bài. Ok? Đồng ý không ạ? Ừ, hoặc là đấy, chị Mến, giáo vụ của chúng ta nói rằng là chúng ta có thể vào cái trang chung của Viện Tim Mạch, của bộ môn tim mạch để chúng ta xem và tải. Rồi, xin cảm ơn. Cảm ơn các bạn. Và nếu như... Bon, ông voulez faire une photo ensemble. Xin mời các bạn ạ, bởi vì ông này là lần đầu tiên ông đến Việt Nam. Và ông ấy đang để cho vợ và hai con gái, ông đang đợi dài cổ ở nhà để ông làm việc với chúng ta. Chúng tôi muốn là mời tất cả các bạn lên đây và chúng ta chụp một cái ảnh chung với chuyên gia được không ạ? Mời tất cả chúng ta nhé, thoải mái, không có gọi là ấy. Đây, ngay đây luôn nhé, ngay đây luôn. Đi, mời các bạn lên đây đi.